Ok, cô tạo một cái file Luxin nha. Đăng nhập được chưa? Hôm nay ông phải đăng nhập ông mới chịu. Rồi nha. Ok. Ở đây các bạn tạo cũng có thể div. Trong này các bạn để cho có một cái form nhớ nha. Cái tên form hoặc là ID của form. Thôi cái này khỏi cần. Rồi cái này thể P. Cái này các bạn để là email ha, input. À, type bằng text. À, ID đặt là TXT username ha. Okay. Thẻ P khác. Thẻ P khác để cái password ha. Thay bằng cái password. ID bằng TXT password à. Rồi các bạn đặt một cái thẻ nút button ha, cái này phải có button này các bạn. Thẻ P input thay bằng button. Ok. Rồi, cái này value cô để là đăng nhập đúng không? Ok chưa? Rồi, thì cô nhập cái này nè. Ở đây cô thêm một cái checkbox. À, cái checkbox này để cô lưu lại cái mật khẩu đúng không? Nhớ mật khẩu. Thẻ P input 2.checkbox. Cái này là ID của cô là để là checkbox remember ha. Ở đây các bạn là nhớ mật khẩu ha, lưu thông tin. Ok, nó là anh này. À, check vào nó sẽ lưu, bỏ check nó sẽ hết lưu. Rồi nhấn đăng nhập cái thì nó sẽ lưu. Bây giờ cô nhập là ABC gì đó, 1, 2, 3. Check cái nhấn nó sẽ lưu lại thông tin này. Ok, cái này ứng dụng rất là nhiều khi các bạn làm web ha. Rồi, ở đây các bạn viết cho cô script. Function F lưu mật khẩu ha, lưu thông tin. Và function này để đâu ạ? Để vị trí nào các bạn? Thường để vị trí nào? Gọi nó ở đâu? Theo các bạn cái function này được gọi đâu ạ? Nghĩa? Function này sẽ được gọi đâu? Ở đâu? Thực vào chính xác ở đâu? Không để ý nè, vàng quá trời không để ý nè. Cái này thì các bạn khi nhấn đăng nhập thì nó sẽ lưu thông tin. Vậy viết cái hàm lưu thông tin thì nó phải gọi đâu? Gọi hàm ở đây chứ đâu? Trời ơi, on click F lưu thông tin. Vậy đó. Ok, nhỏ quá nhỏ. Rồi. Mở rộng ra nhìn nó dễ. Ok, bây giờ các bạn nhìn nhé. Đầu tiên là cô phải lấy được cái anh password này, anh username này. À, xong cô mới lưu được đúng không? À. Đầu tiên thì các bạn có thể lưu ở dạng JSON hoặc lưu ở dạng các cái biến đơn lẻ ha. Thì mình chưa học về JSON cho nên cô sẽ lưu ở dạng biến đơn lẻ trước. Sau này học tới các cái bài sau có thời gian cô sẽ nói kỹ hơn một chút về cái reason á. À thì bây giờ mình sẽ lấy cái biến value của biến này đã. Ta sẽ có là var, cái biến là
với username sẽ gắn bằng document.getElement ID, đưa cái ID này anh vào chấm value. Tương tự cái anh này các bạn lấy value của password, cái này các bạn thấy cái này bằng cái password này, các bạn để là password ha. Rồi và các bạn phải check nè, nếu cái này có cái hàm, có cái thuộc tính là is checked, nếu mà checked thì nó là true, mà không check thì nó trả về false, đúng không ạ? Thì các bạn có va is checked sẽ gắn bằng document, cũng document. Nhưng mà cái này không phải là chấm value. ID check remember này. Cái này không phải chấm value mà nó là cái hàm check checked. Đấy, cái hàm check checked chứ không phải là checked. Check. Được chưa? Các bạn biết nó trả về gì các bạn có thể alert nè. Đấy. Chạy nha. Đăng nhập cái nó trả về phone nè. Click chuột là đăng nhập cái trả về true nè. Thấy chưa? Đấy. Rồi, bây giờ các bạn kiểm tra nè, nếu như nó là check thì tôi mới lưu, không check thì không lưu. Đúng không? Rồi, if is check bằng true thì nó mới lưu. Lưu thì tôi sẽ set nhá. Mình có local storage chấm set item. Nó có hai cái giá trị, đó là key và value. Key là các bạn đặt username, các bạn đặt cái key. Sau này key này dùng để khi mình gọi á, giống như kiểu tên biến vậy đó, khi mình gọi thì mình lấy nó ra. Cái value của nó sẽ là vUsername. Tương tự với cái password, các bạn để cái này là password và cái này là vPassword. Thấy chưa? Và các bạn lưu luôn cái trạng thái của anh này. Đấy. Lưu luôn trạng thái của anh này là is check. Gán bằng cái này là checked. Có một đặc điểm các bạn lưu ý nè. Đối với cái local storage hoặc là section storage thì các value này dù các bạn là kiểu boolean kiểu gì đi chăng nữa thì vào đây nó đều là kiểu chuỗi. Vậy true với false ở đây nó đang là lưu lại, đang ở đây là sẽ là kiểu chuỗi. Hiểu không ạ? Ok. Rồi. Còn ngược lại, nếu như các bạn bỏ check thì các bạn hủy nó đi. Hủy nó đi. Có nghĩa là cái này set item nó bằng rỗng hoặc là bằng null. Có thể set nó bằng rỗng, nó là chuỗi mà, cho nên set nó bằng rỗng cũng được. Còn anh này có thể set nó là false cũng được. Nhớ nó là chuỗi nha. Đây. Bây giờ cô lưu nha. Nhìn nào. Ok. 123 lưu thông tin, đăng nhập cái. Ok. Rồi kiểm tra giá trị đã lưu chưa, các bạn nhấn F12 cho cô. Các bạn bấm một cái mũi tên này nè. Ở đây các bạn thấy cái chữ application nè. Ở đây có cái local storage nè. Giá trị nó lưu nè. Phương TT nè. Remember true nè. Password 123 nè. Chưa? Check nè, true nè. Sao có cái remember, tôi lưu từ khi nào nè. Cái này cũ nè. Các bạn có thể là clear nó đi. Trước khi các bạn lưu, các bạn có thể clear nó đi.
kể chưa? Các bạn có thể clear nó. Nếu các bạn mà thấy cái này khắc rỗng, các bạn có thể clear trước rồi lưu. Thực ra bản chất anh này nó có sẵn rồi. Ở đây tôi local storage clear. Trở lại nha. Rồi. Được chưa? F12 cái nào. Đây, application nè. Thấy nó clear sạch sẽ chưa? Đấy, bây giờ chỉ còn nè, user check nè, true nè, username Hương nè, password 123 nè. Cái này được gọi là local storage. Thì bây giờ lưu rồi thì bây giờ mình lấy lại, tức là mình khi mình chạy lại mình lấy lại nhá. Bây giờ mình refresh lại nó có, lưu rồi refresh thì nó phải có. Ok chưa? Refresh nó phải có. À nghĩa là khi cô refresh thì cái giá trị nó sẽ được hiển thị ra đây. Đồng ý chưa? À bây giờ các bạn nhìn nhá. Bây giờ cô lấy lại nó bằng kiểu gì? Cô viết một cái hàm là load data, load info function, load info. Cái load info này các bạn theo các bạn gọi nó ở đâu nè? Giờ nghĩa mà trả lời được là cộng thêm cái điểm khỏi trừ nè. Cái load info này thì sẽ gọi ở đâu đủ các bạn biết? Nếu không biết thì cô nói nha. Load info này có nghĩa là khi các bạn refresh nó sẽ load, thì nó sẽ để ở trên body, gọi vào sự kiện on load. Được chưa? Đó. Bây giờ nó load cái gì? Nó sẽ lấy username fill vào username, lấy password fill vào password, lấy check nó fill vào cái check, hoặc tùy các bạn check hay không check tùy các bạn. Ok. Vậy là cô sẽ get anh này. Bây giờ mình set là mình gán, lấy ra mình sẽ là mình sẽ get, get theo cái này. Bây giờ mình muốn lấy username, mình sẽ có va. Hoặc các bạn gán trực tiếp luôn. Document username.value gán bằng section local story chấm get item và lấy theo cái item này. Các bạn có thể bắt lỗi null hay không null tùy mình nhé, còn nếu không thì không cần. Rồi tương tự cái anh này get element cái này password gán bằng cũng local storage. Những cái này để là cái password nhá. Rồi các bạn chạy lại nhá. Có chưa bây giờ gõ nè, ví dụ như hàng Nga nè, nghe cái tên nghe sợ không, 1 2 3 4 5 6 nè, lưu thông tin nè, đăng nhập nè. Ok, lưu thành công được chưa? Rồi refresh cái nữa nè, ra hàng Nga chưa? Rồi tắt lại nè, chạy lại nè, click chuột phải nè. Có chưa? Cái đấy gọi là remember. Được chưa? Ok. Thế thôi. Còn nếu mà không check mà lưu lại là mất hết nè. Refresh nè. Tại vì không check cái là nó clear. Hiểu không ạ? Đấy, check thì nó ok. Đồng ý chưa? Không, tức là ý em sao? Cái gì? Tức là em muốn lưu nhiều nhỉ? Em muốn lưu nhiều thì xử lý kiểu khác. Cái này em muốn là em lưu cái à? Em hiểu không? Em muốn lưu nhiều nhiều thì em phải là xử lý cái khác nhá. Rồi cái này muốn là em lưu có cái à? Thấy chưa? Tại vì em đặt câu một biến mà. Thấy chưa? Rồi dừng nhá.